Xin kính chào quý vị và các bạn. Như vậy là 4 ngày nghỉ của kỳ nghỉ Tết Dương lịch đã trôi qua với thời tiết tương đối thuận lợi cho các tỉnh thành miền Bắc và miền Nam, khi mà trời ít mưa và hửng nắng. Chỉ có vài tỉnh ở khu vực Trung Trung Bộ là có mưa vài nơi, tuy nhiên với lượng không nhiều nên là các hoạt động vui chơi giải trí vẫn diễn ra bình thường. Theo nhận định của các chuyên gia thời tiết thì trong ngày làm việc đầu tiên của năm 2015, thời tiết nhìn chung là sẽ không có quá nhiều khó khăn cho giao thông đi lại cũng như là cuộc sống thường nhật của người dân các tỉnh miền Bắc. Sự suy yếu của khối khí lạnh khiến cho nền nhiệt trên khu vực này sẽ tiếp tục tăng lên, đặc biệt là ban đêm. Nhiệt độ toàn miền sẽ dao động ở trong khoảng là từ 15 cho đến 17 độ, cảm giác rét buốt đã và đang được cải thiện lên từng ngày. Tuy nhiên, bên cạnh sự tăng nhiệt về ban đêm thì khối không khí lạnh suy yếu lại là tác nhân khiến cho trường gió đông đến đông nam ẩm liên tục thổi những luồng hơi ẩm từ biển và đất liền. Độ ẩm vì thế mà tăng cao và kèm theo đó là một lớp mây khá dày bao phủ lấy toàn bộ khu vực, nhất là trong thời điểm đêm và sáng. Ban ngày với các tỉnh phía Tây Bắc Bộ, mây sẽ nhanh chóng mỏng dần và trời sẽ chuyển được nắng với nhiệt độ cao nhất sẽ phổ biến ở ngưỡng là 24 đến 27 độ. Trong khi đó, với các tỉnh phía Đông, bao gồm có cả thủ đô Hà Nội, thì trời sẽ duy trì trạng thái là nhiều mây và có trăng thì đến khoảng trưa chiều, mây giãn mỏng dần và hửng chút nắng nhẹ. Nhiệt độ cao nhất tại đây vì thế mà thấp hơn hẳn so với các tỉnh phía Tây, phổ biến ở ngưỡng là từ 21 cho đến 24 độ. Lùi xuống các tỉnh ven biển miền Trung, trong đêm nay và ngày mai, cả hai loại hình thế gây mưa đó là trường gió đông bắc ở dưới tầng thấp và những nhiễu động sóng ở mực khí quyển trên cao đều suy yếu. Do vậy mà mưa trên khu vực này tiếp tục giảm hẳn, có chăng thì mưa cũng chỉ xảy ra chủ yếu ở các tỉnh Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam và Quảng Ngãi, nhưng với lượng không nhiều. Mưa giảm, những tác động của khí lạnh từ phía Bắc cũng suy yếu sẽ góp phần giúp cho mức nhiệt trong ngày mai trên toàn khu vực tăng dần. Với các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào cho đến Thừa Thiên Huế, nhiệt độ ngày đêm dao động trong khoảng từ 16 đến 27 độ. Trong khi đó, tại các tỉnh từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận thì mức nhiệt sẽ là từ 20 cho đến 30 độ. Trong đêm nay và ngày mai, thời tiết các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục duy trì trạng thái khá ổn định. Thời tiết vẫn phổ biến là ít mưa, ban ngày thì có nắng nên là mức nhiệt trưa chiều tại đây cũng khá cao, lần lượt phổ biến ở ngưỡng từ 27 đến 30 độ và 29 đến 32 độ đối với các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ. Chuyển sang những thông tin thời tiết trên biển. Thưa quý vị, mặc dù khối không khí lạnh đã suy yếu nhưng mà tại khu vực Nam Biển Đông, bao gồm có cả vùng biển quần đảo Trường Sa và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, bao gồm có cả đảo Phú Quý, gió Đông Bắc vẫn còn hoạt động mạnh cấp 5, có lúc sẽ là cấp 6 và thậm chí là còn có thể có gió giật tới cấp 7 gây biển động cùng những con sóng cao từ 2 đến 3 mét. Ngoài ra, trên vùng biển phía Nam, khu vực Nam Biển Đông còn đang tồn tại một vùng áp thấp, nên là vùng biển phía Nam của khu vực Nam Biển Đông sẽ là nơi được cảnh báo rằng khá nguy hiểm, do vậy mà các hoạt động tàu thuyền cần phải tránh di chuyển vào khu vực này. Như vậy, các tỉnh Bắc Bộ, thời tiết ít mưa và ấm áp trong ngày làm việc đầu tuần. Khu vực Trung Bộ có mưa ở một vài nơi với lượng không đáng kể, nhiệt độ tăng chậm. Trong khi đó, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, đêm không mưa, ngày trời nắng. Đến đây, bản tin thời tiết tổng hợp ngày 4 tháng 1 của chúng tôi cũng xin được khép lại. Xin kính chào tạm biệt và chúc quý vị sẽ có một buổi tối vui vẻ bên gia đình và người thân.